vì muốn phát khởi sức dũng mãnh của tất cả chúng sinh mà thị hiện hàng ma, vì thương xót các chúng sinh đòi vị lai mà thị hiện hàng ma, vì muốn hiển bày cho đến đạo tràng do có ma quân đến xúc não, nhờ đó mới vượt qua được cảnh giới ma. Mà thị hiện hàng ma, vì hiển bày phiền não nghiệp dụng yếu kém đại từ căn lành thế lực mạnh mẽ mà thị hiện hàng ma vì muốn tùy thuận pháp hành thế giới áp trược mà thị hiện hàng ma đó là mười phật tử đại bồ tát có mười thứ thành như lai lực những gì là mười đó là vì vượt qua tất cả các ma phiền não nghiệp nên thành như lai lực vì đầy đủ tất cả bồ tát hạnh du hí tất cả môn tam muội của bồ tát nên thành như lai lực vì đầy đủ tất cả thiền định rộng lớn của bồ tát nên thành như lai lực vì viên mãn tất cả pháp trắng tịnh trợ đạo nên thành như lai lực vì đắc được tất cả pháp trí huệ quang minh khéo tư duy phân biệt nên thành như lai lực vì thân khắp cùng tất cả thế giới nên thành như lai lực vì chỗ vang ra lời nói âm thanh đều đồng với tất cả tâm chúng sinh nên thành như lai lực vì hay dùng thần lực gia trì tất cả nên thành như lai lực vì thân miệng ý nghiệp đồng với chư Phật ba đời không có sự khác biệt ở trong một niệm thấu rõ pháp ba đời nên thành Như Lai lực vì đắc được thiện giác trí tam muội đủ mười lực của Như Lai đó là xứ phi xứ trí lực cho đến lậu tận trí lực nên thành Như Lai lực đó là mười nếu các Bồ Tát đủ mười lực này thì gọi là Như Lai ứng tránh đẳng giác Phật tử Như Lai ứng tránh đẳng giác chuyển đại Pháp Luân có 10 việc. Những gì là 10? Một là đầy đủ trí huệ thanh tịnh bốn vô úy, hai là sinh ra bốn biện tài, tùy thuận âm thanh, ba là khéo hay khai xiển tướng bốn chân đế, bốn là tùy thuận vô ngại giải thoát của chư Phật, năm là hay khiến tâm chúng sinh đều tin thanh tịnh, sáu là hết thảy lời nói đều chẳng tổn hại, hay nhổ mũi tên độc, các khổ của chúng sinh bảy là dùng đại bi nguyện lực gia trì tám là tùy thuận vang ra âm thanh khắp cùng mười phương tất cả thế giới chín là trong a tăng kỳ kiếp nói pháp không dứt mười là tùy chỗ nói pháp đều hay sinh khởi căn lực giác đạo thiền định giải thoát tam muội các pháp phật tử chư phật như lai chuyển bánh xe pháp có vô lượng việc như vậy phật tử khi như lai ứng tránh đẳng giác chuyển bánh xe pháp do mười việc nên ở trong tâm chúng sinh gieo trồng pháp trắng tịnh không luống qua những gì là mười đó là vì nguyện lực quá khứ vì đại bi nhiếp trì vì không bỏ chúng sinh vì trí huệ tự tại tùy sự ưa thích mà vì họ thuyết pháp vì rất đúng thời chưa từng thất thời vì tùy sự thích nghi không vọng thuyết vì trí huệ biết ba đời khéo biết rõ vì thân tối thắng không ai sánh bằng vì lời lẽ tự tại không thể dò được vì trí huệ tự tại tùy sự nói ra đều khai ngộ đó là mười